xin lỗi Hải nha. Anh đang nghĩ anh mời em lên, nhưng mà hôm nay có một cái nhân vật mà coi như là lúc nào nó cũng trầm hầm tới anh á. Thì anh buộc hát bài này. Vâng, cũng xin giới thiệu anh chị các bạn, cái bài này mình làm vào năm 1975. Lúc đó mình đang học năm thứ nhất, và cái sự cố thì nó thay đổi, và chúng ta đều thay đổi, nhưng mà những người sống trong cái cuộc sống cũ. Vâng, xin hát bài này chung nhau. Một ngày cho nhau hết điều phiền mai sau.
yêu